xa xưa chốn đông quân. Lâu lắm tôi ta chưa gặp một lần. Tiện mùa xuân về nên đến thăm anh, cho lòng tràn bớt bâng khuâng. Bên nhau mấy ngày xuân hiền lành, niềm vui lên khóe mắt lứa đôi. Bên những gian nao chia cả nụ cười. Cuộc đời dẫu gần hay cách ngăn đôi, câu thề vàng đã lên xuôi, xin được khắc vào tim trọn đời. Thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, tình duyên đổi trao được mấy mươi câu. Nắng xuân ta cúi đầu, ngắm xuân ta khấn cầu, cầu mong ngày xuân trở đi mau. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, gặt mấy bông hoa trên tận sườn xa. Tặng chàng thấy quà năm mới phương xa, ghi tình đẹp đẽ thiết tha, ghi từng phút mùa xuân đậm đà. Vẫn dạ chưa trốn đông quân, lâu lắm tôi ta chưa gặp một lần. Tiện mùa xuân về nên đến thăm anh, cho lòng nhẹ bớt bâng khuâng. Bên nhau mấy ngày xuân hiền lành, niềm vui lên khóe mắt lứa đôi. Chia những gian lao chia cả nụ cười. Cuộc đời dẫu gần hay cách ngăn đôi, câu thề vàng đã gần môi, xin được khắc vào xuân trọn đời. Thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, tình duyên đổi trao được mấy mươi câu. Nắng xuân ta cúi đầu, ngắm xuân ta gật đầu, cầu mong ngày xuân trở đi mau. Nàng xuân lưu luyến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trên tận vườn xa. Tặng chàng thấy quà năm mới phương xa, tình gặp gỡ thiết tha, đi từng phút mùa xuân đậm đà. Tặng chàng thấy quà năm mới phương xa, đi tình gặp gỡ thiết tha, đi từng phút mùa xuân đậm đà. Tặng chàng thấy quà năm mới phương xa, đi tình gặp gỡ thiết tha, đi từng phút mùa xuân đậm. Nhà thơ Mai xin cảm ơn. Cô Vinh gửi lời chào thân thương đến các bác, các cô chú, các anh chị em, và chúc quý vị bước sang năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Sau đây Quốc Vinh gửi đến quý vị nhạc phẩm Bạc Trắng Tình Đời của Minh Khang. Ta là bồ đề, ta làm lại từ đầu. Ta là bồ đề, ta chẳng nỡ gì nhau. Cho quên đi đớn đau, thôi bận tâm ngày sau. Vì một người như thế, có
có đáng hay không. Ta là Bồ Tát, ta làm lại từ đầu. Ta là Bồ Tát, ta chẳng ngờ gì nhau. Cho quên đi đớn đau, khối tâm tâm ngày sau. Vì một người như thế, cô đáng hay không? Duyên thương tình như thế, sao ta lại buồn phiền? Vì một người như thế, sao nước mắt cứ tuôn rơi? Chắc là phải vì tôi không yêu như người ta. Mau yêu mong quên như bông bông bay. Ngày mai tôi sẽ cố quên người, cho dù em phải quay về đây. Ngày mai tôi sẽ rời xa em, cho dù em còn yêu tôi. Mà chẳng như tôi tình đời, mau đến cho cuộc tình hồng. Tình nghĩa đôi ta tự đắng ơi, như vẫn chẳng gặp cơn giông bão. Làm lại từ đầu, ta là Bồ Tát, ta chẳng nợ gì nhau. Cho quên đi đớn đau, mỗi phần tâm ngày sau. Vì một người như thế, cô đơn hay không? Chuyện tôi tình như thế, sao ta lại buồn phiền? Vì một người như thế, sao nước mắt cứ tuôn rơi? Chắc là phải vì tôi không yêu như người ta, mau yêu mau quên như bông bông bay. Tôi sẽ cố quên người, cho dù em phải quay về đây. Ngày mai tôi sẽ rời xa em, cho dù em còn yêu tôi. Và chắc như mối tình đời, mau đến cho cuộc tình hồng. Tình nghĩa đôi ta tự đắng ơi, như vẫn chẳng gặp cơn giông bão. Ta là Bồ Tát, ta làm lại từ đầu. Ta là Bồ Tát, ta chẳng nợ gì nhau. Cho quên đi đớn đau, khối phận tâm ngày sau. Vì một người như thế, cô đơn hay không? Chuyện thương tình như thế, sao ta lại buồn phiền? Vì một người như thế, sao nước mắt cứ tuôn rơi? Chắc là tại vì tôi không yêu như người ta. Mau yêu mau quên như bông bông. Mau yêu mau quên như bông bông bay. Chuyện tương tình như thế sao ta lại buồn phiền? Vì một người như thế sao nước mắt cứ tuôn rơi? Chắc là tại vì tôi không yêu như người ta. Mau yêu mau quên như bông bông bay. Mau yêu mau quên như bông bông bay 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 bay. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, sau đây anh Thư Giang Tỷ và Mai Khanh xin trình bày nhạc phẩm Cánh Thiệp Đầu Xuân, tác giả Minh Kỳ, Lê Dinh. Xuân ấm với tôi đẹp tháng nào.
rượu hồng xe duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường. Ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khờ. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng nước mau, mong ước ngày sau như là ngày trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Nhân việc đầu năm, tôi ban xin kính chúc quý vị đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng một năm mới an khang thịnh vượng, và chúng ta vui Tết nhưng không bao giờ quên Tết Mậu Thân. Tôi ban xin trình bày nhạc phẩm Xuân Này Còn Không Về để tặng cho quý vị. Biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân ra về, nay em tay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trưng chờ trời sáng, đợi hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo người xưa xa, khu vườn thiếu hoa vàng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh hai sẽ đem về cho ta áo mới, ba ngày xuân đi khoe gió riêng.
chờ em không. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao đứa trai cùng cho xuân yên trường. Không lẽ riêng mình em mầm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên thương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trường ngõ mà tin con vẫn xa đàng xa. Ôi nhớ xuân nào ở trời vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái cánh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trưng chờ trời sáng đói hay những đôi mà đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, cô vương theo hoa vàng bừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tảo ơi. Ba ngày xuân đi qua gió, con biết không về mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lửa cháy cùng cho con kiên trường. Không lẽ riêng mình em mắt mẹ thương con xin đời. Cảm ơn quý vị. Hiền Trương xin kính chào toàn thể quý vị. Để góp vui cho phần văn nghệ warm up, Hiền Trương xin trình bày nhạc phẩm Tâm sự ngày xuân của Hoài An. Bội phần ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đời hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến tranh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình, chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm sinh. Xuân đến ban cho muôn niềm tin, đất mẹ màu bình yên, ruộng cày thêm nhiều luôn, hạnh phúc dân triền miên. Lươn duyên mái tranh chung bóng nguyệt,
gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiên tha, chúc trần gian năm nay được thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà. Xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Trái đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm sinh. Xuân đến ban cho muôn niềm tin, đất mẹ màu bình yên, ruộng cày thêm nhiều luôn, hạnh phúc dân triền miên. Gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiên tha, chúc trần gian năm nay được thuần hoa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà. Cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Yeah. Cảm ơn cô hát hay quá. Kính thưa quý vị đồng hương, bây giờ đã qua 11:30 rồi, thì kính mời quý vị xin vào bàn của mình để ngồi, đồng thời là chỉ trong vòng chưa tới 15 phút nữa là chúng tôi phải khai mạc, thì xin kính mời quý vị. Quý vị nào chưa xé cái vé số bỏ vô trong lòng cầu thì vui lòng nhớ ra xé bỏ vô trong lòng cầu. Và quý vị nào ở ngoài kia, quý vị nào chưa xé thì đem ra ngồi cái ở cuối, có cái lòng cầu ngoài đó bỏ vào đó. Và xin mời quý vị lấy appetite rồi đem về bàn của mình ngồi ăn cũng được, để cái chương trình của chúng ta có thể khai mạc đúng giờ. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, Lê Hằng cũng thông báo là ban tổ chức cho biết mỗi cái bàn chúng ta có một chai rượu. Nếu mà bàn nào không có mở chai rượu được cho ban tổ chức biết, các anh chị sẽ mang đồ tới mở hộ giùm. Dạ, xin lỗi một lần nữa Lê Hằng, xin cảm ơn. Phương Hưng đầu năm xin kính chúc các cô, các chú, các bác một năm mới an khang thịnh vượng. Sau đây Phương Hân xin được trình diễn bài khúc hát ân tình. Tìm đến nơi này một nhà thân ai. Ơi, tình bất duyên nam
là duyên, tình chung muôn đời phải sánh vai. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng tình ngát đôi đầu, mộng vàng chung bao. Lão chung đời phải sánh vai, cùng gặp bàn tay thương yêu nhau rồi mưa quay hai mùa ngát một niềm vui chung vui cho thơ muôn đời lúa và tình ơi, mai hạnh phúc nơi nơi gieo cười quê hương thôi đâu dâu ngang chia ta đem thương thương về cho phương ba, tìm về mảnh vườn hoa thắm hay bông tầm xuân trao nàng lời hát ân tình hồng hồng đôi ba. Quý anh,
quý đồng hương và chúc tất cả quý vị có một năm mới đầy đầy đủ sức khỏe và an khang hạnh phúc. Sau đây Thành sẽ gửi đến quý vị bài nhạc Về Thăm Hội An. Chiều nay về lại Hội An, có con chim nhỏ bay ngang chùa cầu. Đường sau phố nhớ phai màu, mới nghiêng chiều đã lại vào bóng đêm. Phố buồn nghe nước triều lên, thương con mắt cửa buồn trống xa vời. Mái cong rêu phố nghiêng trời, tiếng xưa đồng vọng mấy hồi chuông ngân. Nửa đời xa nửa đời gần, thời gian gõ nhịp âm thầm phố xưa. Chờ ai cửa đợi nắng mưa, thông xanh giống ngọn tóc dừa trắng buông. Nửa đêm nước ngược về nguồn, sông thu trời giấc lặng trôi lững lờ. Ngày mai lỡ bước đi xa, cho ai mình nhớ Hội An ban đầu. Chiều nay về lại Hội An, có con chim nhỏ bay ngang chùa cầu. Đường sau phố nhớ phai màu, mới nghiêng chiều đã lại vào bóng đêm. Phố buồn nghe nước chiều lên, thương con mắt cửa buồn trống xa vời. Mái cong rêu phố nghen trời, tiếng xưa đồng vọng mấy hồi chuông ngân. Nửa đời xa nửa đời gần, thời gian gõ nhịp âm thầm phố xưa. Chờ ai cửa đợi nắng mưa, thông xanh giống ngọn tóc dừa trắng buông. Nửa đêm nước ngược về nguồn, sông thu trở giấc lặng trôi lững lờ. Mai lỡ bước đi xa, cho ai mình nhớ Hội An ban đầu. Ngày mai lỡ bước đi xa, cho ai mình nhớ Hội An ban đầu. Khai mạc kính mời tất cả đồng hương xin vào trong ổn định chỗ ngồi. Xin mời dược sĩ Thịnh trong ban tổ chức đem cái laptop lên để trên bàn cái laptop để chỗ số. Anh Kim mời anh Kim đem hai cái đồng hồ lên trên trên bàn chỗ số để đây, để lát nữa chúng ta chỗ số.
Xin mời tất cả quý vị xin vào ổn định chỗ ngồi, bởi vì bây giờ là đã đúng 11 giờ 45 phút rồi. Thì xin mời quý vị vào chỗ ngồi để chúng ta có thể khai mạc đúng giờ. Xin cảm ơn. Alo, để chuẩn bị cho buổi tiệc tân niên hôm nay và để lễ khai mạc, chúng tôi rất đặt nặng cái vấn đề lễ chào quốc kỳ, do đó kính xin quý vị vào chỗ ngồi, và khi chúng tôi mời quý vị đứng lên thì quý vị đứng cho nghiêm chỉnh. Đó là cái mong muốn của ban tổ chức. Bây giờ tất cả, kính xin tất cả quý vị đứng lên để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Tất cả nghiêm. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Quốc ca Hoa Kỳ. Oh, can you see by the dawn's early was so proudly we at the twilight's gleam, who brought stripes and bright stars through the perilous fight, all the ramparts we was so gallantly streamed, and the rockets red glare, the bombers thin in air, gave proof through the night that our flag was still. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free. Chào quốc kỳ Hoa Kỳ chấm dứt. Tiếp theo là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh biết gì thân sang, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn tốt đẹp, dù cho thay phơi trên gương dao tù nưa bên mau đào đêm bao nói gió. Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Tiếp theo là một phút mặc niệm để tưởng nhớ những bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ những quân nhân cán chính trong hai nền đại nhất và đại diện Cộng Hòa, và sau cùng để tưởng nhớ tất cả những kiến sĩ nhân quyền và những người hiện tại
còn ở Việt Nam, vì đấu tranh cho độc lập dân tộc, đứng ở trong lao tù cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Chấm dứt. Trân trọng kính mời quý vị an tọa. Thành thực cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và sau đây là phần dâng hương bằng thờ tổ tiên. Chúng tôi xin mời hai vị bô lão và một người đại diện thế hệ thứ hai, cháu Minh, sẽ cùng dâng hương trước bàn thờ tổ tiên. Để bắt đầu cho lễ dâng hương, hỡi hồng thiên sông núi của xứ Quảng Nam Đà Nẵng, hỡi những bậc anh linh của đất Ngũ Phụng Tề Phi, hôm nay ngày 9 tháng Giêng năm Canh Tý, nhằm ngày 2 tháng 2 năm 2020, tại Houston, Texas, chúng con là những người đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, vì vặn nước phải xa quê hương. Hôm nay chúng con tổ chức Tết truyền thống dân tộc để tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân, và cũng xin những anh thiên phù hộ cho dân Quảng Nam Đà Nẵng được mạnh giỏi và làm ăn phát tài, để mong một ngày trở về quê hương. Lễ dân hương bắt đầu. Lễ dâng hương chấm dứt, kính mời tất cả quý anh trở về chỗ cũ. Tiếp tục chương trình, xin mời trưởng ban tổ chức dược sĩ Thịnh Trương xin mời lên đọc bài diễn văn để khai mạc chương trình nội dung Trung Hội Ngộ năm 2020 của Hội Quảng Nam Đà Nẵng. Kính chào các quý vị. Thì trước hết là tôi xin chào mừng các quý quan khách đến tham dự bữa tiệc hôm nay. Chào mừng các quý đại diện cộng đồng đến tham dự. Nhân dịp năm mới của năm Canh Tý, chúng tôi ban tổ chức Chúc các vị một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy sức khỏe. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán là rất là quan trọng đối với người Việt của chúng ta. Ngoài việc là một Tết Nguyên Đán là thời gian giao mùa, thì cũng có thể là chúng ta nói là một thời gian để cho bà con tụ tập để vui Tết, và cũng có thể là một thời gian để mà chúng ta về với
tổ tiên, ông bà để mà chung vui cùng xuân mới. Thì hôm nay nhân dịp Tết đến thì người Quảng Nam, Đà Nẵng, chúng ta ở Houston và các vùng thuộc cảnh đến cùng chung vui và cũng cùng nhắc nhở cho con cháu mình là nhớ về cội nguồn của mình. Giống như ông bà ta thường nói là cây có củi, nước có nguồn và con người có tổ tiên. Một lần là chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đến tham dự. Cảm ơn các hội đoàn đã bỏ chút thời gian để tham dự. Cảm ơn các mạnh thường quân. Cảm ơn các ca sĩ, MC đã giúp vui cho chương trình. Và nhất là cảm ơn các quý vị đồng hương Quảng Nam, Đà Nẵng. Thưa quý vị, thì người Việt ta thường có câu là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Thì nhân dịp với tinh thần là vui chơi và chúc mừng năm mới, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức khai mạc buổi lễ hôm nay. Xin cảm ơn. Được, không nói tiếng Anh luôn rồi. Không nói tiếng Anh luôn rồi xong. Không nói tiếng Anh luôn rồi xong. Welcome to everyone. Welcome to the representative of the organization from around Houston. In the new year, we, Hội Quảng Nam Đà Nẵng, wish you to have a prosperous, healthy and happy new year. Ladies and gentlemen, Tết Nguyên Đán is very important to Vietnamese. It's a time to get together, to celebrate, and to wish everybody have a happy prosperous New Year. I, behalf with the organizer, would like to announce the party is beginning. Happy New Year, everyone. Thank you. Cảm ơn trưởng ban chức dược sĩ Thịnh Trương. Trước khi chúng tôi đi vào mục tiếp theo, chúng tôi xin phép quý vị giới thiệu thành phần quan khách tham dự hội xe chung của Hội Quảng Nam Đà Nẵng hôm nay. Trước nhất là chúng tôi xin giới thiệu Hòa Thượng Thích Quyền Việt, nhưng mà Hòa Thượng đến trễ. Hòa Thượng Thích Quyền Việt là Chủ tịch Văn phòng 2, Viện Hoa Đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, trụ trì tại Chùa Liên Hoa. Trong cùng đi với Hòa Thượng là có cư sĩ Trần Huyến và cư sĩ Lê Cảnh Hải. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị đại diện hội đoàn, chủ hội trưởng Hội Quảng Ngãi, Hội Anh Tô Văn là Hội Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Hội Quảng Trị. Chúng tôi cũng xin giới thiệu quý vị cựu hội trưởng qua các thời kỳ là anh Ngô Văn Thu, anh Lương Quang Bình và anh Nguyễn Thái Hóa. Chúng tôi xin giới thiệu anh Lê Phú Nhuận là một thân hữu rất là thân thiết với Hội Quảng Nam Đà Nẵng. Ông là cựu giám đốc Đài Phát Thanh Quảng Ngãi. Chúng tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Như Thọ là cựu chánh sở giáo dục, tức là ti giáo dục đó quý vị. Sau này được nâng lên thành sở, ông là cựu chánh sở giáo dục tỉnh Quảng Nam. Chúng tôi cũng xin giới thiệu cô Tường Loan là cựu giáo sư trường nữ sinh Đồng Khánh Huế. Chúng tôi xin giới thiệu
Hồi nãy chúng tôi thấy có hội thiếu sinh quân, nhưng mà hình như là anh đi khỏi rồi. Chúng tôi cũng xin giới thiệu ban chấp hành và nhóm cựu học sinh liên trường Quảng Nam Đà Nẵng. Chúng tôi xin giới thiệu nhóm cựu học sinh trường Sao Mai Đà Nẵng. Chúng tôi xin giới thiệu ông bà dược sĩ Tâm Ly và thí tá Tiệu Tị, cựu giang đoàn trưởng Hải quân. Đặc biệt hôm nay là chúng tôi xin giới thiệu bác sĩ Tảo. Bác sĩ Tảo là một đồng hương của Quảng Nam Đà Nẵng. Và bác sĩ Tảo đã đứng lên chào quý vị. Thì bác sĩ Tảo đã đến tham dự cùng hội chúng tôi và cùng với một số thân hữu của bác sĩ Tảo. Chúng tôi cũng xin giới thiệu ông bà Lê Văn Thuận và các con từ tiểu bang Florida và San Antonio về tham dự với chúng tôi hôm nay. Và đặc biệt có một vị đồng hương từ Quảng Nam đến, từ Quảng Nam Việt Nam đến và cũng đến tham dự hôm nay. Kính mời quý vị cho một tràng pháo tay để chào mừng tất cả các quan khách. Và chúng tôi cũng xin hân hoan giới thiệu và cảm ơn tất cả quý đồng hương lần đầu tiên đến tham dự hội xuân với chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin là cái nghi thức mà lì xì, thì đây là nghi thức mà các em thích nhất. Thì chúng tôi xin mời các cháu, trước nhất là chúng tôi xin mời bác Đặng Diệu và cô Đường Loan đem hai cái ghế lên đây để lì xì cho các cháu, và các cháu sẽ chúc thọ cho hai vị cao niên. Xin mời bác Diệu và cô Tường Loan. Cô Dung sẽ đem tất cả, Dung với Tăng đem bao lì xì lên. Và xin nhắc lại quý vị nào chưa xé tiết kịch để sổ số thì xin hãy xé tiết kịch đem lên để chúng tôi bỏ vào trong lồng cầu. Xin mời quý vị có con em, các cháu thì vui lòng cho các cháu lên để nhận lì xì và để chúc thọ cho hai vị cao niên. Quý vị ở bên dưới có các cháu từ 13 tuổi trở xuống. Năm nay sao thấy đó, các cháu ở dưới, mời các cháu lên, mời các cháu đi lên để nhận lì xì. Mời các cháu ở dưới, các cháu từ 13 tuổi trở xuống, đó, mời các cháu, kể cả các cháu đang bế trên tay, xin quý vị bế các cháu lên để các cháu được nhận lì xì. Các cháu đâu hết rồi, thế hệ thứ tư của chúng ta thấy năm nay ít tham dự quá. Đó, quý vị nào có các cháu thì xin đưa các cháu lên để các cháu nhận lì xì. Chúng tôi thấy Hòa Thượng Thích Huyền Việt đã đến, xin kính chào Hòa Thượng. Còn cháu nào nữa không? Còn cháu nào nữa thì hãy lên để nhận lì xì. C-
Trong khi các cháu nhận lì xì, chúng tôi xin xin phép đọc danh sách các mạnh thường quân ủng hộ hội chung hôm nay. Ông Nguyễn Dư Thọ 100 đồng, bà Phan Quang Ngoạn 100 đồng, ông Ngô Văn Thu 60 đồng, hậu thiếu sinh quân 100 đồng, bác sĩ Tảo và các đồng nghiệp 300 đồng, bàn số 11 100 đồng, hội Quảng Ngãi anh Nguyễn Mậu Thắng 100 đồng, hội Sóc Trăng Cà Mau anh Tô Văn 100 đồng, ông Lê Phú Nhuận 100 đồng, chị Danh Nguyễn 20 đồng, ông Thân Vĩnh Chứng 200 đồng, đồng y sĩ Nhất Nguyên 100 đồng, Đặng Toản 50 đồng, ông Nguyễn Đức Hùng 50 đồng. Đây là quý vị đồng hương đã ủng hộ chung Đà Nẵng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin kính mời Hòa Thượng Thích Quyền Việt có đôi lời chúc Tết đến Quảng Nam, đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng. Xin mời Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư vị nhân sĩ, đại diện các đoàn thể, tổ chức chính đảng trong cộng đồng, và đặc biệt là người đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, cho tôi nói một chút của tôi. Chứ bây giờ mình đứng vào một chỗ mà mình phải trở về cái nguồn cội của mình. Nó giống như hôm nay mà tới với ngày hội năm mới của Hội Quảng Nam Đà Nẵng. Tôi là người Quảng Nam, nói cho nó rộng vậy, nhưng mà quận là quận Thăng Bình. Và sau này, trước 75 thì cũng đã đổi thành Quảng Tính, tức là cắt một phần đất của Quảng Nam và Quảng Ngãi để trở thành Quảng Tính. Nhưng mà trước 75 thì cũng không có ai, dầu là mình thuộc về Quảng Tính nhưng mà cũng chối từ cái Quảng Tính mà nói đến Quảng Nam. Quảng Nam thì nó đi liền với Quảng Nam Đà Nẵng. Quảng Nam Đà Nẵng là một tỉnh, thành phố miền Trung, nhưng mà phải nói là trong lịch sử hình thành và con cháu của trên đất Quảng Nam đã để lại trong tâm khảm của người sinh ra trên dãy đất Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, một lịch sử oai hùng. Và từ bản thân của những người công dân tại Quảng Nam, Đà Nẵng tự hào, và họ luôn luôn gắn liền với mảnh đất miền Trung Quảng Nam, Đà Nẵng. Cái câu mà các vị hay nói là ngũ phụng tề phi, tức là năm con chim linh phụng cất cánh bay một lần, đó là cái sự thi đổ của ngày xưa của những người nhân sĩ đất Quảng để lại trong tâm khảm của người Quảng Nam Đà Nẵng một kỷ niệm vô cùng sâu sắc, và có thể nói đó là những điểm mốc tự hào về người Quảng Nam Đà Nẵng. Chư vị là những người Quảng Nam Đà Nẵng hiểu rằng người Quảng Nam rất là cần cù, chịu khó. Nhưng mà trong máu của sự cần cù, chịu khó, dấn thân và tìm tương lai trong sự nghiệp của mình, thì nó là ràng buộc cùng chung, đó là rượu chè và cờ bạc. Thêm một cái chuyện nữa là chính trị. Do vậy, nhưng mà tất cả những điều đó nó rất là con người. Nhưng mà biết chừng mực nào đó thì có những con người mặc dù họ đã đi qua những cái làm nên con người Quảng Nam Đà Nẵng thì họ cũng đã thành tựu, thành công rất là lớn. Và ở đây, đặc biệt là ở xứ người xa quê, những con người Quảng Nam Đà Nẵng, kẻ đi trước người đi sau, sau cái mốc thời gian biến cố lịch sử nghiệt ngã 1975, thì đã nhiều người Quảng Nam Đà Nẵng bằng mọi cách, kể cả cá nhân chúng tôi, thậm chí đến nghĩ đến chuyện mà mình phải đi, mình biển ngang. Tôi sống ở biển ngang, tức là không có cửa, không có cửa biển, có thể đi trên chiếc thúng chai, nó giống như cái tô trôi trên dòng nước vậy các vị. Mà dám nghĩ rằng nếu không tìm có cách nào khác hơn thì mình phải chấp nhận ngồi trên cái chiếc thúng gọi là thúng chai đó, để có thể ra khơi đi tìm 10 lần có thể cơ hội nguy hiểm chết một lần sống, mà may đâu một lần sống đó có thể tới được bến bờ
đất nước tự do. Nhưng mà tôi đã không sử dụng đến cái phương tiện tuyệt lộ như vậy. Hôm nay ngày hội của Quảng Nam Đà Nẵng, tất cả chúng ta cùng có mặt với nhau, không phải chỉ người Quảng Nam Đà Nẵng. Nhưng là vui nhất là người Quảng Nam, nếu là con trai thì có con gái ở tỉnh khác, mà nếu người con gái Quảng Nam Đà Nẵng thì có con trai chồng mình là người tỉnh khác. Và chẳng những cái nối vòng tay lớn ở trong quốc nội của mình là như vậy, ra hải ngoại này chúng ta cùng nối cái vòng tay lớn cùng rộng rãi hơn nữa. Và chúng ta ở trên đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Do vậy chúng ta cái ý tưởng mà chúng ta bốn biển là anh em một nhà, tứ hải giao huynh đệ, hoặc là tất cả các chủng tộc đều là con người, đều là nhân loại. Do vậy cái sự cái duyên của những con cháu của chúng ta ở xứ người thì không phải là chỉ có người ở tỉnh này kết nối với tỉnh khác ở trong quê hương của mình, mà người của quốc gia này, tức là người Việt Nam, có thể kết duyên với người của quốc gia khác, chủng tộc khác. Và như vậy thì chúng ta lại chẳng những nối vòng tay lớn bên ngoài, mà chúng ta nối vòng tay lớn trong khí huyết của mình nữa. Do vậy mong rằng cái sự ra đi của người Quảng Nam đem chung đánh xứ người, ra đi của người Quảng Nam, những người hột gạo trên sàn đến đất nước này, mong rằng chúng ta có nhiều cơ hội trong năm mới 2020 Canh Tý này, sẽ là năm chúng ta có thêm nhiều cơ hội để có thể làm nên những con người Việt Nam xứng đáng, những con người bỏ nước ra đi đem chung đánh xứ người, và xứng đáng là những ông cha, bà mẹ, ông nội, bà ngoại, để có những tuổi trẻ, dòng giống, tiên rồng, thế hội, hệ tương lai của chúng ta thành công ở xứ người, để góp phần để trả cái ân nghĩa trùng khơi của đất nước Hoa Kỳ này, và góp phần để làm sao ước mơ trong đời của mình, đặc biệt là những người lớn, nối tiếp với người lớn là thế hệ trẻ, để mong rằng đất nước Việt Nam sẽ có một ngày thay đổi thể chế chính trị, dân chủ, tự do, đặc biệt là tự do tôn giáo, người có tín ngưỡng, và yêu thương đoàn kết với nhau để gìn giữ mảnh đất quê cha đất tổ là trọn vẹn. Đất nước, biển đảo, bầu trời là của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, con rồng cháu tiên của chúng ta. Năm mới, thay mặt cho chư Tăng Ni và chư vị cư sĩ điều hành công việc Phật sự của chùa Liên Hoa, kính chúc đến tất cả quý ngài và quý vị một năm mới Canh Tý an lành, hạnh phúc, thịnh vượng. Và đặc biệt người Quảng Nam Đà Nẵng luôn luôn nhớ rằng mình là đất nước miền Trung, mình là con của dòng dõi Ngũ Phụng Tề Phi, con nhà Long không giống Long, con nhà Tông không giống Long cũng giống Cánh. Chúng ta cố gắng có làm sao có kết quả, nguyện cầu ơn trên gia hộ cho mỗi chúng ta và cho tất cả chúng ta sức khỏe, bình an và nhiều may mắn trong năm mới Canh Tý 2020. Trân trọng cảm ơn và cảm và chúc lành đến toàn thể chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi xin thay mặt ban chấp hành Hội Quảng Nam Đà Nẵng xin cảm ơn ba ban hợp ca, ban hợp ca Hồn Việt, ban hợp ca Anh Thư Thiền Nguyện, ban hợp ca Hương Nam, không những quý vị đã đến đây để giúp cho chương trình chúng tôi phong phú hơn, sôi động hơn, mà quý vị còn bảo trợ thực phẩm, một bàn thực phẩm, thì chúng tôi không biết nói gì hơn là rất chân thành cảm ơn ba ban hợp ca rất là nổi tiếng của Houston, thành phố Houston chúng ta. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chị Biểu đã đem tới ba khay trái cây để ủng hộ Apartheid, anh chị Thành Khâm hai khay bánh quy, anh chị Nguyệt chè khoai môn và sâu vò, anh chị Ánh Thu hai khay sâu ngọt, anh chị Ánh Hồng bánh bò nướng. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây chúng tôi xin quý vị một vài phút, chúng tôi báo cáo rất là nhanh về chương trình bảo trợ thương phế binh Quảng Nam Đà Nẵng. Thì như liên tục, năm nay là năm thứ ba, Hội Quảng Nam Đà Nẵng đã liên tục bảo trợ cho các thương phế binh của Quảng Nam Đà Nẵng. Thì trong năm vừa qua có một số quý vị đã lớn tuổi và đau ốm thì đã ra đi. Thì năm ngoái chúng tôi, mặc dù quý vị đó đã ra đi, chúng tôi cũng đã gửi tiền. Nhưng mà năm nay thì những vị đã mất rồi thì tôi chấm dứt. Thì hiện tại danh sách của chúng tôi còn lại đúng là 36 người. Trong 36 vị thì có hai thương phế binh được ông bà Nguyễn Đức Hùng bảo trợ. Mỗi người thương phế binh đó là được 150 đồng.
4 thương phế binh khác thì được gia đình bác Lê Tạ bảo trợ, là mỗi thương phế binh là 100 đồng. Còn lại 30 thương phế binh thì với số tiền chúng tôi còn lại trong của đồng hương ủng hộ là 4.190 đồng thì chúng tôi bảo trợ được 30 người. Nếu mà chúng tôi bảo trợ 150 thì không đủ mà sợ hết tiền. Thành ra chúng tôi bảo trợ mỗi thương phế binh 100, và chúng tôi đã có hồi báo cũng như là receipt gửi tiền. Thì nếu quý vị nào muốn tham khảo, muốn biết thêm thì chúng tôi có để danh sách tại đây, thì xin mời quý vị tham khảo. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình thương phế binh cho đến người cuối cùng, cho đến người thương phế binh cuối cùng. Đó là phần riêng, đó là phần bảo trợ thương phế binh. Và nhân đây cũng thưa quý vị, Hội Quảng Nam Đà Nẵng có được những cái tổ chức, được những sự kiện như thế này là để nhờ rất nhiều vào các mạnh thường quân. Nếu không có các mạnh thường quân bảo trợ từ tổ chức đại hội, từ tổ chức picnic hè, rồi chúng ta phát hành đặt sang đất Ngũ Phụng, thì trong đó quý vị thưa mạnh thường quân đã bảo trợ rất là nhiều. Và chúng tôi đây là lần đầu tiên chúng tôi xin phép được đọc tên quý vị để chúng tôi có lời cảm ơn đến tất cả quý vị đồng, quý vị mạnh thường quân đã bảo trợ cho chúng tôi, cũng đồng thời mong rằng quý đồng hương hãy ủng hộ những mạnh thường quân đã bảo trợ cho hội của chúng ta. Thứ nhất là ân nhân bảo trợ băng nhạc hội xuân hôm nay là ông bà Lê Cảnh Hiền Hải, tiệm vàng Kim Châu 1 và 2, một ở dưới Đào Thao và tiệm 2 là ở trong khu Kim Sơn. Ân nhân bảo trợ quà sổ số thì lô độc đắc là một cái certificate 500 đồng do cô Lily Vương và Phúc Vương, ông Elan Skincare bảo trợ. Lô hạng nhất là TV 50 inch, ông Nguyễn Tiến Lãng và Direct Furniture. Lý do chúng tôi tại đây chúng tôi không đem cái TV về đây là vì thứ nhất là chúng tôi không có xe để mang cái TV về đây, và thứ hai là chúng tôi thấy các năm trước quý vị trúng cái TV thì cũng khó khăn mang về. Thành ra chúng tôi chỉ mang về cái voucher. Quý vị nào lát nữa trúng được cái giải này thì quý vị ngày thứ ba quý vị đến tại Direct để nhận cái TV Samsung 50 inch. Một cái laptop do dược sĩ Thịnh Trương và Kimmy Phật Mai Si bảo trợ. Và chúng tôi có hai cái đồng hồ Seiko, một nam một nữ, là do ông bà Đinh Ngưng, một thành viên của ban chấp hành Hội Hữu Quảng Nam Đà Nẵng bảo trợ. Và quý vị chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị bảo trợ quảng cáo đặt sang xuân, ông bà Lê Cảnh Hải, tiệm vàng Kim Chi 1 và 2, ông bà Nguyễn Tiến Lãng, Direct Furniture, ông bà Phúc Vương và Lily Vương, Elan Skincare trong khu phở Tàu Bay, ông bà Thịnh Trương, Kim My trong khu chợ Việt Hoa, ông bà Nhất Nguyên, thuốc Bắc Dương La Cảnh trong khu Đa Cao, Biocare Phạc Mai Si. Biocare Phạc Mai Si là hình như nằm kế bên nhà văn phòng bác sĩ Đức. AJ Anhai Phạc Mai Si trong góc đường Bel Air và Sinot. Cô Christine Quỳnh, AB Realty, số 11602 đường Bel Air, văn phòng luật sư Trúc Lê, tức là con gái ông hội trưởng Lê Nguyệt, ở trong khu Bel Air. Dài Gia trong khu chợ Việt Hoa, phở Đà Lạt trên đường Tickwell, chợ Thắng Hưng 1 và 2. Đặc biệt là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, bác sĩ Hồ Phan Hà, Bel Air Medical, số 12924 đường Bel Air. Bác sĩ Jamie Ngô, tức là hình như là ái nữ của ông bà Ngô trước, của trung tâm di động Elrich Pond, Elrich Road, Sugarland. Tường Ký Cơm Tấm trong khu Sandwich, tiệm thuốc Bắc Vạn Hòa Đường trong khu chợ Việt Hoa, văn phòng bảo hiểm Thông Vĩnh Thái, 11210 Bel Air góc Bull Road. Elegant Flower trong khu Kim Sơn, Mai Tài Restaurant trên đường John, ở trên hình như là khu Northwest. Thomas Carcare, số 600 College Avenue. Anh Thomas Carcare không những bảo trợ mà năm nào anh cũng tham dự hội của chúng tôi. Xin cảm ơn Thomas Carcare. Tiệm vàng Ngọc Trâm trong khu chợ Hồng Kông. Và Andy Thothering, đường trên đường Business, số 77072. Xin thay mặt ban chấp hành Hội Quảng Nam Đà Nẵng và xin cảm ơn tất cả quý vị mạnh đồng hương mà mạnh thượng quân. Và xin mời chúng tôi sẽ đã bắt đầu chương trình văn nghệ. Chúng tôi xin mời ba cô MC
Năm nay thì quý vị thấy vắng mặt anh Sơn Huy và cô Anh Trinh, vì hai vị đó có những, anh Sơn Huy thì phải tham dự chương trình của trường Quốc gia Hành Chánh, và cô Anh Trinh vì lý do sức khỏe cô không đến được. Thì năm nay chúng ta có ba cô MC rất xinh đẹp, rất duyên dáng và rất chuyên nghiệp sẽ điều hợp chương trình văn nghệ của chúng ta hôm nay. Trước nhất tôi xin giới thiệu chị Bích Vân. Chị Bích Vân là một thân hữu của cho đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng. Chị cũng từng tham dự bất cứ cái sự kiện nào của Quảng Nam Đà Nẵng, chị có tham dự hết. Hơn nữa chị là cháu ngoại, chị là cháu nội của một đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, anh chị Tâm Bê. Thành chị hình như có được 1/8 Quảng Nam Đà Nẵng. Xin giới thiệu chị Bích Vân. Cô ca sĩ Lệ Hằng thì là một người Quảng Nam. Cô Lệ Hằng cũng liên tục nhiều năm cô tham dự hội của chúng ta. Và có một cô MC đặc biệt rất là xinh xắn, trẻ đẹp và chuyên nghiệp là bị ca sĩ và là MC Thanh Thanh. Dạ, và bị đứt khoảng nhiều năm. Và cô Thanh Thanh có điều đặc biệt là có một vị đồng hương ẩn danh đã bảo trợ cho cô Thanh Thanh. Mà chúng tôi gặng hỏi cô xin cho chúng tôi biết tên của vị đồng hương đó để chúng tôi cảm ơn. Nhưng mà cô nói là cô đã lỡ hứa với người đó, cô dứt khoát cô không nói. Quý anh có cài răng tôi cũng không nói. Thành ra là xin lỗi quý vị, là vị chúng tôi xin thay mặt Ban chấp hành Hội Hữu hữu Quảng Nam Đà Nẵng xin cảm ơn, rất là cảm ơn vị đồng hương ẩn danh đã bảo trợ cho Thanh Thanh. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Và để ba, xin cảm ơn quý vị. Bắt đầu chương trình văn nghệ thì xin mời ba ban hợp ca và quý anh chị trong Hội Quảng Nam Đà Nẵng cùng với nhạc sĩ Huỳnh Bảo Mạch, chúng ta hãy lên sân khấu để đồng ca nhạc phẩm Quảng Nam Hành Khúc. Xin mời anh Huỳnh Bảo Mạch và một số các anh chị trong Hội Quảng Nam Đà Nẵng hãy lên sân khấu và ba ban hợp ca. Đứng hết đây. Kính thưa quý vị đồng hương, kính thưa quý vị quan khách. Từ năm 1997 trở về trước, tất cả các hội chung của Quảng Nam Đà Nẵng chưa có một cái nhạc phẩm gọi là hành khúc cho Quảng Nam Đà Nẵng. Mà mở đầu chương trình văn nghệ trong thời kỳ từ 1997 trở về trước là thông thường là những bản đơn ca. Thì nhạc sĩ Huỳnh Bá Mạch, anh đã viết một nhạc phẩm, lúc đó là Quảng Nam quê hương tôi phải không? Quảng Đà quê tôi. Lúc đó là anh Mạch, anh viết nhạc phẩm là Quảng Đà quê tôi. Nhưng mà vì đây là một nhạc phẩm rất là gọi là hùng ca, anh viết theo điệu nhạc gì anh? Dạ. Anh viết theo điệu nhạc gì? Điệu nhạc Abachi. Cái điệu nhạc này á, nó nói lên rất là cái điệu nhạc nó đã hùng hồn rồi, nó giống như tiếng vó ngựa vậy đó. Thành ra mà trong nhạc phẩm Quảng Nam Hành Khúc, anh Huỳnh Bảo Mạch đã đưa đồng hương chúng ta, những người con Quảng Nam Đà Nẵng tha hương, được về với quê hương bản quán của mình qua cái nhạc phẩm này. Và chúng tôi hôm nay, chúng tôi xin thay mặt Ban chấp hành Hội Quảng Nam Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn anh về những đóng góp của anh cho hội, về tinh thần cũng như là vật chất, và đặc biệt là anh đã đóng góp cái nhạc đứa con tinh thần của anh để làm Quảng Nam một bài hành khúc cho hội. Thì chúng tôi xin cảm ơn anh và vinh danh anh, và đồng thời xin mời anh có một đôi lời để nói cùng đồng hương. Tôi là Huỳnh Bá Mạch, quê quán là ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Tôi gia nhập quân đội năm 1968, thuộc Liên đoàn 63 Yểm Trợ Trường Tiên. Hôm nay tôi lên đây kính chào quý vị đồng hương và quan khách, kính chúc quý vị sang năm mới Canh Tí được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Xin cảm ơn quý vị. Và xin quý vị một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Huỳnh Bá Mạch và nhạc phẩm Quảng Nam Hành Khúc. Xin.
Xin cảm ơn ban hợp ca, ba ban hợp ca và mấy chị trong Hội Quảng Nam Đà Nẵng. Chúng tôi xin cảm ơn con cháu Thanh Khê Đà Nẵng ủng hộ 100 đồng. Ông bà Lê Cảnh Hải, tiệm vàng Kim Châu ủng hộ 1.000 đồng. Ông bà Nguyễn Xuân Niên 100 đồng. Ông bà Trần Thế Long 100 đồng. Ông bà Võ Trân 50 đồng. Liên trường Quảng Nam Đà Nẵng 100 đồng. Và ông bà Hứa Như Ninh 100 đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và xin mời MC Thanh Thanh hoặc là chị Bích Vân lên sân khấu để tiếp tục chương trình văn nghệ. Dạ vâng, và Thanh Thanh một lần nữa xin cảm ơn chú Kỳ rất nhiều và cũng như là cảm ơn ban tổ chức. Một lần nữa thì Thanh Thanh xin được trân trọng kính chào đến tất cả quý vị. Vừa rồi được giới thiệu nhưng mà chưa được nói, bây giờ mới nói nè quý vị. Và trước tiên không biết là quý vị có thể cho tất cả các chú, các bác trong Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng một tràng pháo tay thật lớn, bởi vì năm nào chúng ta cũng duy trì một cái truyền thống rất là đẹp, đó là chúng ta cùng đón xuân, một mùa xuân xa xứ, nhưng mà chúng ta lại có rất là nhiều người Việt quốc gia của chúng ta có mặt ở nơi đây. Và cũng như trong cái mùa Tết này thì thứ nhất, Thanh Thanh xin được kính chúc đến tất cả quý vị một mùa Canh Tí, lúc nào cũng vạn sự như ý, lúc nào cũng cười hi hí. Và đặc biệt là tiền vào thì tiền tỷ, mà ra thì chỉ rỉ rỉ. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cho em một tràng pháo tay thật lớn không quý vị? Đọc cũng vô vần lắm chứ bộ.
Dạ vâng, thơ tự chế bởi vì gần gũi mấy chú ở trong hội ái hữu Quảng Nam Đà Nẵng thì mấy chú cũng tâm hồn thơ văn lắm. Và cũng như là đặc biệt ngày hôm nay Thanh Hân cũng kính chúc tất cả quý vị có một buổi chiều Chủ nhật thật là ăn những món ăn của nhà hàng Ocean Palace thật là ngon miệng và cũng như là thật vui vẻ ngồi bên cạnh với tất cả những người đồng hương của chúng ta, dù là người Quảng Nam Đà Nẵng hay không, hoặc là người đồng hương người Việt quốc gia của chúng ta cũng đều đón nhận với tất cả những tấm lòng mà những người con Việt xa xứ lúc nào chúng ta cũng dành những cái sự yêu thương ưu ái. Đó là đặc biệt là vì sao Thanh Thanh lại có mặt ở nơi đây và được một người rất là đặc biệt bảo trợ cho Thanh Thanh đến với chương trình này. Như vừa rồi Thanh Thanh có nói là bị ngắt khoảng hết một vài năm là bởi vì Thanh Thanh cũng biết là tài chính cũng hạn hẹp của Hội Ái Hữu Quảng Nam Đà Nẵng. Cho nên là Thanh Thanh rất là thông cảm, nhưng mà không biết là khi nào mấy chú, cứ mấy chú mời thì Thanh Thanh sẽ đến thôi, không sao cả. Nhưng mà mấy chú lại chắc có lẽ là quên mất Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị. Và kính thưa tất cả quý vị, tiếp nối với một cái tiết mục rất là đặc biệt ngày hôm nay, với một nhóm múa mà quý vị đã từng thưởng thức rất là nhiều những cái bài hát, những cái bài múa của các chị rồi. Ngày hôm nay trong nhân dịp cái Tết Canh Tí này thì các chị sẽ trở lại với một nhạc phẩm dân ca rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Võ Đông Điền mà quý vị đã biết đến. Nhạc sĩ Võ Đông Điền rất là nổi tiếng với bài hát Tiếng Hát Chim Đa Đa. Và ngoài ra ông cũng đã sáng tác rất là nhiều nhạc phẩm về xuân. Và một trong những bài hát nói về xuân dân ca rất là hay, mỗi khi chúng ta nghe đến là chúng ta đã thấy mùa xuân đã đến, đó là bài hát Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca. Và ngày hôm nay sẽ do nhóm múa của tất cả các chị của nhóm múa Hương Nam. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật là to, thật là ưu ái để gửi đến cho tất cả các chị trong phần trình diễn này. Cảm ơn tất cả quý vị. Thank you.
Xin cảm ơn nhóm múa Hương Nam. Quý vị múa rất là đẹp và nhạc phẩm rất là hay. Kính thưa quý vị, cách đây đúng 68 năm, 9 ngày. Lý do tôi nói 9 ngày là vì hôm nay là ngày mùng 9, tức là ngày sáng mùng 1 năm 1952, năm Nhâm Thìn. Thì tôi nghĩ là trong số quý vị đây có rất nhiều quý vị sinh năm đó. Đài Phát thanh Pháp Á tại Sài Gòn đã phát đi một nhạc phẩm mà được xem như là một thông điệp chào mừng chung. Một nhạc phẩm rất là sôi động qua điệu Vans, với hai giọng nam là Hoài Bắc Phạm Đình Chương và Hoài Trung Phạm Đình Viêm, cùng với hai giọng nữ là Thái Thanh và Thái Hằng. Ngay sau khi bài hát Ly Rượu Mừng phát đi thì đã được đón nhận nhiệt liệt, và Ly Rượu Mừng đã trở thành một nhạc phẩm không thể thiếu trong mỗi dịp đón xuân của nhân dân miền Nam và nói riêng, và của Việt Nam Cộng Hòa nói chung, cho mãi đến năm 1975. Thì sau 30 tháng 4 75, nhạc phẩm Ly Rượu Mừng cũng cùng chung số phận với nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa, một nền văn hóa nhân bản, một nền văn hóa rất là phong phú, rất là đa dạng, nhưng mà đã bị ghép vào, gọi là văn hóa đồ trị, của bị Cộng sản Việt Nam ghép vào văn hóa đồ trị. Nhạc phẩm Ly Rượu Mừng cũng bị trói, bị nhốt, bị ở tù cùng với hàng triệu quân nhân cán chính, sĩ quan và quân dân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến năm 2016, thì sau khi người ta chẻ ra từng chữ, tìm từng chữ cũng không thấy chữ nào trong nhạc phẩm Ly Rượu Mừng là phản động, cũng không thấy một chữ nào gọi là văn hóa đồ trụy. Mà hơn nữa là trong thời gian cấm, mặc dù cấm đoán, nhưng mà Ly Rượu Mừng vẫn được, không những đồng bào miền Nam mà kể cả miền Bắc, người ta đều hát trong mỗi dịp mừng xuân. Và nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã để lại cho đời một nhạc phẩm có thể gọi là bất hủ, mà như nhà thơ Du Tử Lê đã ví von rằng đó là một bản xuân ca kinh điển mà không thể thiếu trong những dịp mừng xuân. Thì hôm nay trên sân khấu này, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi thưởng thức lại Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và tôi cũng nhân dịp này, trên bàn tiệc của quý vị có mỗi bàn có một chai rượu vang đỏ, xin mời quý vị rót chén đầy vơi chúc mừng ngày mới. Chúng ta chúc cho nhau những lời tốt đẹp. Và chúng tôi cũng nhân đây chúc mừng quý vị nào sinh năm 1952, tuổi Nhâm Thìn cùng tuổi đời với nhạc phẩm Ly Rượu Mừng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện với nhạc phẩm Ly Rượu Mừng. Giang Tỷ cùng ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện xin kính chào quý quan khách hiện diện hôm nay ạ. Và xin kính chúc quý ông bà cô chú bác hiện diện hôm nay năm mới được tràn đầy hạnh phúc, vui, vạn sự và như ý, nhiều sức khỏe ạ. Sau đây ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện xin trình bày nhạc phẩm Ly Rượu Mừng. Ngày xuân ngần chén ta chúng nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương xa lời từng người công nhân ấm no, hóa ly đời gian lao nghèo khó. Hãy subscribe Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ xin cảm ơn ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện, bài hát rất là ý nghĩa. Dạ chúng tôi là Bích Vân, xin kính chào quý vị. Trước hết xin được kính chúc Hòa Thượng và quý vị quan khách một năm mới thật là nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, trong thành phố Houston của chúng ta không ai mà không biết đến ca nhạc sĩ nổi danh Hoàng Tường. Chẳng những anh nổi danh ở Houston, Texas và còn nhiều tiểu bang khác nữa với những bài ca đấu tranh rất là hùng hồn. Hôm nay anh đến với Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, chúng ta sẽ hát một bài tình ca của nhạc sĩ Nhật Ngân. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Của Mẹ của nhạc sĩ Nhật Ngân và cùng chào đón ca nhạc sĩ Hoàng Tường bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin kính mời quý vị. Có một vài thông báo, xin thông báo là chúng tôi xin cảm ơn ông bà Đặng Văn Cầm đã ủng hộ 100 đồng và bạn bè của anh Minh 300 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý vị. Hoàng Tường xin kính gửi đến quý đồng hương Quảng Nam lời chào thân ái. Đầu xuân xin chúc quý vị một mùa xuân được nhiều sức khỏe và muôn vàn sự như ý. Rồi con cũng về, chỉ bên mẹ
là mùa xuân thôi. Một nhạc phẩm quê hương mà người xa xứ không bao giờ quên, đó là Mẹ Việt Nam, Lối Về Đất Mẹ. Thank you.
thầy có ra từ đất mẹ mà đi, vì nghe tình quê tình nước đôi bên, nước chia hai đường nước chưa về, xót thương cho người lật câu thề lên đường từ ly, hỏi lòng mình lưu luyến gì, mẹ ơi chỉ còn đất mẹ mà thôi, để con đi gìn giữ cho đời, đã mang trong lòng kiếp con người phải thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui. Chiều chiều trong về biển khô, lòng căm hận oán quân phù, ơi à, à ơi, à ơi, chiều nay lối về mẹ là thầy, đường xưa còn nắp ô bóng trắng gầy, có nghe đêm trường tiếng ru hỡi, có nghe đêm trường tiếng ai cười, xuôi lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ kiên bóng trắng gầy,
có nghe tiếng trường tiếng ru hồi, có nghe đêm trường tiếng ai cười rồi lệ đoàn viên giữa lòng mà đất mẹ triền sĩ Hoàng Tường rất nhiều với hai bài hát thật là ý nghĩa. Và sau đây quý vị nhìn sang bên cánh trái là những tà áo dài rất là thước tha của ban hợp ca Hồng Việt, là linh hồn của Việt Nam, đúng không? Ban hợp ca Hồng Việt sẽ trình bày cùng quý vị nhạc phẩm Mùa Xuân Nào Ta Về của nhạc sĩ Lam Phương. Xin kính mời quý vị cùng một tràng pháo tay để chào đón ban hợp ca Hồng Việt. Tiền Trương xin thay mặt toàn ban hợp ca Hồng Việt kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Đầu năm, lời chúc tốt đẹp nhất là chúng ta sẽ ăn Tết tại Việt Nam. Mùa xuân nào ta về? Next year, ok? Xin kính mời quý vị thưởng thức Mùa Xuân Nào Ta Về của anh Lam Phương. Mùa xuân nào là ta về, về quê hương yêu dấu sông bên mẹ cha, về sông cạnh dòng sông hiền, về nghe giọng hò ca hiền, về thăm riêng đôi má lúc sâu đồng tiền. Ngày đầu xuân trên xứ xa, tình đồng luôn bên tiếng ca, sao vẫn nghe trong lòng mình thêm cay đắng. Trời mùa xuân đây lắm quá, đường mưa sẽ như sông xa, sao thế gian như còn mình ta với ta. Sài Gòn ơi, chờ để tôi về, tôi mơ hồn chiều chết phố nắng, mưa nhạt mưa nhòa hình bóng đêm qua, kỷ niệm êm đềm làm lòng tôi tê tái. Sài Gòn ơi, bây giờ đã vẫn còn có sông hiền hòa sông nước lấp lánh, xa lộ biên hòa lều mãi chẳng anh, hay là chỉ còn thăm dĩ vãng ngày xanh. Mùa xuân nào là ta về, mùa xuân nào là ta về, về quê hương yêu dấu sông bên mẹ cha, về sông khách nhau sông hiền, về nghe giọng hò ba miền, về thăm chim đôi má lúc sâu đồng tiền. Ngày đầu xuân trên xứ xa, tình đồng hương thêm tiếng ca, sao vẫn nghe trong lòng mình thêm cay đắng. Trời mùa xuân đây lắm hoa, đường mưa sẽ như sông xa, sao thế gian như còn mình ta với ta. Sài Gòn ơi, chờ để tôi về, tôi mơ một chiều trên phố ca, mưa nhạt mưa nhòa hình bóng đêm qua, kỷ niệm êm đềm làm lòng tôi tê tái. Sài Gòn ơi, bây giờ là vẫn còn có sông hiền hòa sông nước lấp lánh, xa nổi
nước sâu đồng tiền. Ngày đầu xuân trên xứ xa, tên đồng hương tên tiếng ca, sao vẫn nghe trong lòng mình tên cay đắng. Trời mùa xuân đây lắm hoa, đường ngựa sẽ như sông xa, sao thế gian như còn mình ta với ta. Sài Gòn ơi, giữa trời tôi về, tôi mơ hồn chiều chết, phố ra, mưa nhạt mưa nhòi, bóng đêm qua, kỷ niệm êm làm lòng tôi tê tái. Sài Gòn ơi, bây giờ là vẫn còn có sông biển hòa sông, nước lấp lánh xa lộ biển hòa lều mãi chân thành, hay là chỉ còn trong dĩ vãng đầy xanh. Mùa xuân nào là ta về, mùa xuân nào là ta về. Vâng, và xin cảm ơn tất cả các chị trong ban hợp ca Hồn Việt rất nhiều. Và chắc có lẽ là các chị không cần phải hẹn tới năm sau. Mùa xuân nào là ta về, ta sẽ về ngay bây giờ nè quý vị, về với Sài Gòn đẹp lắm nha quý vị. Cảm ơn tất cả các chị trong ban hợp ca Hồn Việt rất nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị đã nhìn thấy những cái gương mặt rất là quen thuộc tại thành phố Houston. Chúng ta còn rất là nhiều những ban hợp ca ở tại thành phố Houston này nữa. Và một ban hợp ca nữa sẽ gửi đến tất cả quý vị để nối tiếp cái bài hát vừa rồi của ban hợp ca Hồn Việt, đó là Mùa Xuân Nào Là Ta Về. Ngày hôm nay, giờ phút này, ngày 2 tháng 2, 2020 sẽ về với Sài Gòn đẹp lắm, sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật là đặc biệt một lần nữa gửi đến cho ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện và tất cả các chị trong tất cả những các ban hợp ca Hồn Việt cũng như là Anh Thư Thiện Nguyện luôn luôn rất là trang trọng trong tất cả những tà áo dài truyền thống, đặc biệt là tà áo dài mang dân Hồn Việt của chúng ta ở khắp mọi nơi, dù chúng ta ở hải ngoại nhưng lúc nào quý vị cũng nhìn thấy những tà áo dài được khoác trên mình của những người con Việt, của những người con gái nữ Anh Thư. Và kính thưa tất cả quý vị, đây ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện. Cảm ơn MC Thanh Thanh rất là dễ thương. Ở Houston này là number one MC. Dạ, sau đây ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện xin trở lại với nhạc phẩm Sài Gòn Đẹp Lắm, tác giả Y Vân. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn hoa màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa quen ta đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la, những người cùng gió trang hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ. Một tình yêu mến khi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Số mai trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sóng vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn hoa màu, người ra thăm bến câu chào nói xôn xao, phố xa quen ta đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la, những người cùng gió trang hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá chẳng bao ý thơ. Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Số mai trong tôi bóng
Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn hoa màu, người ra thăm đến câu chào nói xôn xao, phố xa thiên tha đón chân tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió trang hòa niềm vui say sưa. La 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá, đẹp quá cho ta đi thơ. Một tình yêu mến khi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. Số mai trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện đã đưa chúng ta về Sài Gòn. Sài Gòn lúc nào cũng đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ Thương Phế Binh, chị Cầm Mai, không biết Cầm Mai hay là Cẩm Mai, 50 đồng. Elaine Cẩm Mai, Elaine Skincare Lily Vương, 100 đồng. Nhạc sĩ Huỳnh Bá Mạch, 40 đồng. Và một vị trong ban chấp hành hội, anh ủng hộ 100, nhưng mà anh cũng muốn nêu tay. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Thương Phế Binh Quảng Nam Đà Nẵng. Dạ, đúng là mùa xuân với những tà áo dài rất là rực rỡ của ban Hồn Việt, Anh Thư Thiện Nguyện. Và sau đây có những tà áo dài rất là duyên dáng nữa của một ban hợp ca mới, đó là ban hợp ca Hương Nam. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm Tết Phát Tài của nhạc sĩ Từ Huy qua sự trình bày của ban hợp ca Hương Nam. Ban hợp ca Hương Nam hồi xưa tới giờ là chỉ có múa thôi, bây giờ hát nữa. Xin kính mời quý vị cùng chào đón bằng một tràng pháo tay thật lớn ban hợp ca Hương Nam. Sài tiếng trống hoa xuân tươi đón chào trên những giang đông tết khắp thôn quê đến đồi xa, ai đang mùa sắm tết giang giang xa tiếng cười hân hoa vui cầu chúc tết quê hương khắp nơi mừng vui. Rộn ràng ngày xuân mai giới đào vàng ông tươi, kính chúc nhân gian luôn phát lòng xuân phát tài. Ngọn ngào thờ qua vừa âu thèo 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 mừng xuân vui đến trời hương khói tòa đón giao thừa. Ngày đầu một năm đi hái lộc nhiều điều may, áo mới ấm hoan cô gái đẹp má xuân hồng. Ngọt ngào tình duyên đôi lửa hẹn hẹn cùng nhau, trăm năm chúc mừng bước lộc vàng thò bánh đi. Chưa duyên thăm năm nay anh cưới nàng, tận niềm mong con cháu tên đến đây chung nhau đồng. Năm qua chưa sung túc năm nay lúa thông nhiều, nhìn qua màu phù quý đi tới nơi đây chung nhau đồng. Rộn ràng ngày xuân mai giới đào vàng hồng tươi, kính chúc nhân gian xuân phát lòng xuân phát tài. Ngọt ngào chờ qua hai vừa âu thèo 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 mừng xuân vui đến rồi hương khói tòa đón giao thừa. Ngày đầu một năm đi hái lòng nhiều điều mai, áo mới ông hoàng cô gái đẹp má xuân hồng. Ngọt ngào tình duyên đôi lứa hẹn cùng nhau, trăm năm chúc mừng ước lòng vàng kho bánh tiên.
trai tim trung, ai tươi đón chào. Bên nhìn nhàng đón tết khắp thôn quê đến đô thị xa. Ai đang mùa tâm tết, tràn nhân xa tiếng cười. Hồng hoàng dù câu chúc tết quê hương thăm nơi mừng vui. Đón gàng ngày xuân mai giới đào vàng hồng tươi. Chúc nhân gian xuân phát lòng xuân phát tài. Ngọt ngào chợ quà vừa hâu đèo 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 mực. Xuân vui đến rồi hương cõi quà đón giao thừa. Ngày đầu một năm đi hai lòng nhiều điều may. Áo mới ân hoàng cô gái đẹp má xuân hồng. Ngọt ngào vẫn kiếm đôi lứa đèo cùng nhau. Trăm năm chúc mừng ước lòng vàng kho bánh niên. Tết có đôi tết vui đến rồi. Tết có đôi tết mang số thành. Tết có đôi tết luôn ta ta. Làm gì? Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ sổ lô đầu tiên là cái đồng hồ Seiko. Chúng tôi xin mời anh Đinh Ngân. Xin mời anh Đinh Ngân lên. Anh Đinh Ngân là người đã bảo trợ hai cái đồng hồ, một nam và một nữ. Thì xin mời anh lên để anh quay, anh bóc cái số hên cho đồng hương nào sẽ trúng cái món quà này. Để trong khi chờ đợi, chúng tôi xin cảm ơn bàn Tiên Phước ủng hộ 50 đồng, ông Hồ Tấn Phúc ủng hộ 100 đồng, ông bà Nguyễn Văn Liêm ủng hộ 60 đồng cho Hội Quảng Nam Đà Nẵng, và ủng hộ Thương Phế Binh Thomas Kake ủng hộ 50 đồng và ông bà Lê Văn Thuận ủng hộ 100 đồng. Xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi sẽ sổ số cho đến 2 giờ, là 2 giờ chúng tôi sẽ sổ lô độc đắc, bởi vì hôm nay là khoảng 4 giờ là đã có Super Bowl. Thành ra có một số các bạn trẻ cũng muốn về để vui chơi. Thành ra là bây giờ cho tới 2 giờ. Cứ mỗi một lô sổ rồi chúng tôi sẽ có một bản nhạc. Rồi tiếp đó sẽ sổ khoan cái đã. Anh bỏ vô trở lại. Anh đưa hai tay lên. Để make sure là trong tay anh không có cái vé nào hết. Chứ không là nhiều khi lỡ nhà tôi trúng thì quý nghĩ là anh em mình to rập với nhau phải không ạ? Rồi. Xin quý vị lưu ý nha, đây là cái vé có mang 4 số đuôi. Tôi đọc 4 số đuôi nè. Số 7, 2, 7, 8. 4 số cuối cùng 7, 2, 7, 8. Anh cho tôi coi 3, 7, 0, 7, 2, 7, 8. Chúc mừng anh. Quay lại để nhà chụp hình. Cảm ơn, chúc mừng anh. Và mời MC lên giới thiệu một nhạc phẩm tiếp theo. Rồi sau đó chúng ta sẽ sổ tiếp một cái đồng hồ nữa. Kính thưa tất cả quý vị, một bài hát, một trong những bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh, đó là bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên. Sẽ được quý vị thưởng thức hai thành viên của ban hợp ca Hồn Việt. Phải nói là hai con chim đầu đàn của ban hợp ca Hồn Việt, đó là chị Hiền Trương và chị Hồng Minh. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để gửi đến cho hai chị một lần nữa. Một tràng pháo tay thật lớn cho cặp đôi song ca. Cảm ơn. Hiền Trương và Hồng Minh xin trở lại với liên khúc Mùa Xuân Đầu Tiên và Cánh Thiệp Đầu Xuân. Mong rằng mùa xuân đầu tiên 2021 chúng ta sẽ có mặt tại Sài Gòn. Xin kính mời. Thank you.
nay anh trở về thăm em, bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến. Anh ơi hoa thắm rơi ngập đường, trời nắng sẽ vương vương, lòng nhớ nơi anh luôn khi chim tàn chim gọi đàn. Anh ơi đôi lúc nghe lòng buồn trên sườn đồi thông xanh, sương mù đầy vai anh canh tàn trắng mơ anh. Chúng tôi xin tiếp tục chỗ
một cái đồng hồ thứ hai, đây là đồng hồ nữ. Mời anh Lê Nguyệt, mời anh Lê Nguyệt hội trưởng lên bốc một cái vé hình cho đồng hương. Xin mời ông Lê Nguyệt. Xin mời anh Lê Nguyệt hội trưởng lên bốc một cái vé. Số 37 07 484, cái số 3 số sau là 484 quý vị. Có quý vị nào có số may mắn, xin mời. Như vậy là ban hợp ca anh Tư thiện nguyện trúng rồi. Hương Nam. Chúc mừng ban hợp ca Hương Nam. Hả? Ông tặng luôn. Ông. Khoan, để con cho dò lại cái đã. 3707 đúng, 484. Chúc mừng cô. Đại diện hội tặng món quà này cho chị. Và chị mang cái đồng hồ này là chị nhớ đến hội Quảng Nam Đà Nẵng. Cảm ơn chị. Cho chúng ta tiếp tục chương trình văn nghệ quý vị. Hello. Xin chúc mừng một vị đã thắng chiếc đồng hồ nữ. Và sau đây tiếp tục chương trình văn nghệ, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức một tiếng hát của đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng. Anh Nguyễn Vinh sẽ trình bày nhạc phẩm Đồn Vắng Chiều Xuân của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Kính mời quý vị cho một tràng pháo tay. Cảm ơn. Xin kính chào quý vị. Đức Vinh rất lấy là hân hạnh được đến tham dự buổi tiệc tân niên của Quảng Nam Đà Nẵng hôm nay. Và cũng để đầu năm, Đức Vinh xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Và cũng để giúp vui trong phần nhận văn nghệ của Hội Quảng Nam Đà Nẵng hôm nay, Đức Vinh xin trình bày nhạc phẩm Đồn Vắng Chiều Xuân của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Nếu mãi không đợi
Cái laptop đây là lô thứ ba. Xin mời dược sĩ Thịnh Trương lên để quay, để bóc số hình. Sau cái laptop thì chúng tôi sẽ có một một bài hát nữa, rồi chúng tôi sẽ sổ cái TV 50 inch và cái lô độc đắc sẽ được sổ sau đó, là cái certificate của Island Skincare. Hội họp nha quý vị. Tiết kịch mang số 370-7181, số kẹp 181 là ba số đuôi. Quý vị có số đó là chắc cái đó nè. 370-7181. Quý vị nào có số hay này? 370-7181. 370-7181 đúng không? Anh Chánh, đây là anh có cơ hội, tôi có cơ hội đi uống cà phê với anh rồi. 370-7181, đúng rồi. Chúc mừng anh Chánh. Xin mời MC sẽ giới thiệu tiếp, bản nhạc tiếp. Trong khi chờ đợi thì chúng tôi xin cảm ơn ủng hộ cho Hội Xuân là Phật Ma Si Kim My, ông bà Thịnh Trương 400 đồng, tức là 400 đồng ủng hộ cho Hội Xuân. Xin cảm ơn Thịnh Trương và Phật Ma Si Kim My. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, là để tiếp nối chương trình, Thanh Thanh xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị một trong những sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Vì thế sáng tác nhạc, vì thế nhạc phẩm Em Còn Nhớ Mùa Xuân đã được ra đời, và chính ông đã viết nhạc phẩm này. Và ca khúc này sẽ rất là đặc biệt, gửi đến tất cả quý vị với tiếng hát mà ngay từ đầu chương trình quý vị đã nhìn thấy chị ấy trên sân khấu cùng với Thanh Thanh. Không ai hát, không ai hát khác hơn, đó là nữ MC, ca sĩ Bích Vân.
Xin quý vị dành cho chị một tràng pháo tay người con xứ Quảng Nam, Đà Nẵng ạ. Người con xứ Quảng. Dạ vâng. Hôm nay người con xứ Quảng lại không hát nhạc Quảng. Hát nhạc của Ngô Thụy Minh. Khi nói đến mùa xuân hay là nói đến Sài Gòn, tức là biểu tượng của miền Nam, cho nên là xin gợi với quý vị những kỷ niệm về Sài Gòn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
chị Bích Vân. Em có bao giờ nhắc câu hồi hương? Thật là chúng ta ai cũng muốn cũng nhắc cái câu đó từng giờ từng phút, lúc nào cũng mong là chúng ta sẽ hồi hương. Và tiếp theo đây là chúng tôi sẽ chỗ cái tivi 50 inch, Samsung 50 inch của Direct Furniture Nguyễn Tiến Lãng hiến tặng. Mời đồng nghệ sĩ Nhất Nguyên. Mời Nhất Nguyên lên để quay và bốc dùm một số hên. Khi vị nào trúng cái giải này thì quý vị chỉ cần cầm cái voucher ngày thứ ba, ngày mai thì họ không làm việc, mang đến ngày thứ ba thì quý vị đến đó sẽ nhận cái tivi về. Xin quý vị nhớ là đừng làm mất cái voucher, bởi vì cái voucher này có cái này mới lấy được cái tivi. Đó, chắc chắn là trong tay không có cái đó, đúng rồi. Không được nhìn ra chỗ khác. Rồi, bóc một cái thôi nha. Anh đọc luôn đi. Mấy kiến nè. Tích kịch mân số 3707455. Bốn số cuối là 7455. Xin mời quý đồng hương ai có vé 7455. Số này không phải số của tôi rồi, số của tôi nhớ rồi. Quý vị nào có có một đồng hương trúng rồi. Ủa? Không phải tôi nhưng mà bàn của tôi, chiến hữu của tôi, anh chị, anh Tùng và chị Hà. Trời ơi. Nè, cái này là giơ tay, cũng may là mình sang tay áo rồi nghe. Cũng may là sang tay áo rồi nghe. Bên này. Đúng rồi, 3707455. Chúng tôi xin chúc mừng anh chị. Anh chị đây là lần đầu tiên tham dự hội xuân phải không? Đây nhiều lần rồi. Chị là người Quảng Nam mà chúc mừng anh chị. Ngày thứ ba đến nhà Direct Furniture của Nguyễn Lãng để nhận cái tivi. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, sau đây kính mời quý vị cùng thưởng thức một giọng ca đã từng được giải quán quân của Apple TV vài năm. Xin giới thiệu với quý vị là nam ca sĩ Quốc Vinh trong nhạc phẩm Mùa Xuân Xa Quê của nhạc sĩ Hà Sơn. Cảm ơn cô. Lần đầu tiên đến với Hội Quảng Nam Đà Nẵng thì Quốc Vinh gửi lời chào thân thương đến các bác, các cô chú, các anh chị em. Và chúc quý vị bước sang năm mới được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Xuân lại về, bao mùa xuân rồi,
luôn mang hương nồng và nghe sao quá nào lòng. Đêm xuân ba phương lòng thương nhớ quê hương, nhớ xưa sao thưa bên mẹ nấu bánh chờ xuống. Sai cờ mong muốn quà mừng ngày xưa, gửi lời yêu thương một năm thuần hoa, bao người xa nhà đoàn viên lúc xuân xa, xin mang yêu thương gửi trao cánh em nhỏ mơ xuân xuân về. Lại một mùa xuân trở về với chúng ta giữa những người Việt xa xứ xa quê hương. Bước sang năm mới, có vinh mến chúc quý đồng hương một năm mới thật an khang thịnh vượng. Nhau đây xưa một vui chuyện đời, đôi lời tâm sự gửi trao xuống đêm thơ. Nơi quê hương tôi miền Tây sông chiếm cửa, quê anh xa vời miền Trung cát trắng dương dài. Sài Gòn xa hoa phố xuân lại về, bao mùa xuân rồi mình xa cách quê hương. Hôm nay bên nhau mừng xuân trên phố nhỏ, xuân mang hương nồng mà nghe sao quá nào lòng. Đêm xuân ba phương lòng thương nhớ quê hương, xưa sao thưa bên mẹ nấu bánh chờ xuống. Thương nơi quê xa ngày tháng cha mong chờ, đàn em bé thơ dài cờ mong ước hòa mừng ngày xưa. Gửi lời yêu thương một năm thuần hoa, bao người xa nhà đón tiễn lúc xuân xa, xin mang yêu thương gửi trao cánh em nhỏ mơ xuân xuân vầy tình xuân năm ấm tràn đầy. Xin mang yêu thương gửi trao cánh em nhỏ mơ xuân xuân vầy tình xuân năm ấm tràn đầy. Quốc Vinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Quốc Vinh. Chúng tôi còn một lô độc đắc nữa, nhưng mà theo yêu cầu của các ca sĩ thì muốn hát thêm một vài bài nữa. Nhưng mà ban tổ chức thấy rằng sợ quý vị chờ lâu, bởi vì đây là cái lô rất là quan... Đây là lô độc đắc mà chúng tôi muốn quý vị sẽ ở lại để thắng cái giải này. Thành ra là xin thưa quý vị là sau khi sổ lô này, chúng tôi còn có rất nhiều ca sĩ và chương trình văn nghệ còn dài. Những anh chị em nào muốn về chơi football thì về, nhưng mà quý vị nào không có vui với football thì xin nhớ lại về chương trình chúng ta, văn nghệ chúng ta còn dài. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta ai cũng biết đến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông sáng tác rất là nhiều bài hát và trong đó có một bài hát nói về một loài hoa, đó là bài hát Quỳnh Hương. Và khi mà ông đặt tên cho cái bài Quỳnh Hương thì thực sự ra ông đã suy ngẫm và suy tư, không biết là đặt bài hát của mình là bài hát
hoa quỳnh hay là quỳnh hoa. À, nhưng mà ông chợt nhìn thấy đóa hoa quỳnh rất là đặc biệt khi nở, chỉ có nở ở trên lá mà thôi. Cho nên là ông quyết định đặt cái tên bài hát của mình đó là bài Quỳnh Hương, bởi vì hoa quỳnh mang một cái mùi hương rất là đặc biệt, ngạt ngào và rất là dễ chịu, rất là duyên dáng. Vì thế bài hát Quỳnh Hương đã được ra đời do chính ông sáng tác. Và bây giờ sẽ được gửi đến tất cả quý vị qua tiếng hát của anh Tường Quang. Nhân dịp năm mới, Tường Quang xin kính chúc tất cả quý đồng hương một năm mới an khang và thịnh vượng. Và Tường Quang xin xin bày một bản vui Quỳnh Hương cho các anh chị. Hãy môi em thơm, em mang cho anh một chút tình cười ngốc nghếch trên đường. Em buồn ta với những nỗi buồn trong đường trắng, vừa khép những đóa mộng. Anh mang cho em một chút sông lên đêm, mỗi em thôi như một cánh hồng và cuộc đời chưa quen. Thôi chào em về xưa cũng xa thêm thà, không thì vui thì hãy gắng như nỗi em. Hãy thôi em thôi, em mang cho anh một chút tình người cùng kính trên đường. Đêm từng đêm buồn ta với những nỗi buồn trong đường trắng, vừa khép những đóa mộng đẹp. Anh mang cho em một chút tình, anh như sóng lên lên, mỗi em thôi như một cánh hồng, ta cuộc ấy chưa quên. Ôi chào em, để xưa một xa thêm thà, không chỉ vui, hãy đắng như đôi em. Anh mang cho em một đóa quỳnh, hôm nay thôi em không, em mang cho anh một chút tình người cũ kính trên đường. Đêm từng đêm còn ta mất như ngôi hồn trong đường trắng, vừa khép như đóa hồng. Anh mang cho em một chút anh như sông lên thêm, mỗi em có như một cánh hồng, vừa đã vừa bay đi chưa quên. Ôi chào em, để xưa vô xa thêm thang, không thì vui, thì hãy lắng như nỗi đêm. Không thì vui, không thì vui, thì ai chẳng nhớ đôi nhà.
Còn một bài hát này nữa thì chúng tôi sẽ sổ đô độc đắc, cho nên kính mời quý vị cùng lắng lại để coi ai là người may mắn ha. À, quý vị nói đến người ca sĩ này thì không bút vực nào tả xiết, vừa đẹp vừa duyên dáng, nói hay, hát cũng hay nữa. Quý vị biết ai không ạ? À? Đó là nữ ca sĩ MC Thanh Thanh. Thanh Thanh hôm nay sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Xuân Yêu Thương của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Dạ vâng, xin cảm ơn lời giới thiệu rất là dễ thương của chị Bích Vân. Hai chúng em là giống như là cứ khen qua khoe khen lại, mèo khen mèo dài đuôi. À vâng, kính thưa tất cả quý vị là bài hát này thì Thanh Thanh xin được trân trọng tặng đến cho tất cả các chú, các anh ở trong hội ái hữu đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng. Xin được tặng bài hát này rất là đặc biệt đến cho chú Lê Cảnh Hải, cũng như là mẹ của cô Kim Châu, tiệm vàng Kim Châu quý vị, cũng như anh Thắng, hội Quảng Ngãi nè. Em nhìn thấy có anh Nhất Nguyên và một số quý vị đồng hương đã mình rất là quen thân với nhau rồi, cho nên bài hát này Thanh Thanh xin được gửi đến tất cả quý vị và cũng như tất cả quý vị đồng hương hội ái hữu đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, nhạc phẩm Xuân Yêu Thương. Take no đi anh. Hey hey hey. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em. Sáng xuân tuyệt vời, sáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe anh yêu, nhớ nghe anh yêu. Mang say đắm tuyệt vời, khi vẫn vui quên nghe anh. Còn nhớ say đắm em. Mùa xuân muốn bao sắc hồng, chỉ xuân cho xuân đồng cháy, cho môi em ngọt ngào, vui đến chân em trời mây. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin mời hãy cùng em vui xuân. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin mời hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe anh yêu, nhớ nghe anh yêu. Mang say đắm cho đời, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng. Chỉ xuân gió xuân đầm cháy, để cho mỗi đêm ngọt ngào. Ô hết cho tình em chờ mãi, nước mắt còn tiếc. Mặt dây đắm cho đời, mặt dây đắm cho đời. Nhớ nghe anh yêu, nhớ nghe anh yêu. Mặt anh cũng tuyệt vời, khi về buồn quên nghe anh. Mỗi một thời, và nhớ phút giây gần đây. Một xuân, muốn bao giấc mộng. Chỉ xuân gió xuân đầu cháy.
thank you, thank you, I love you all. Cảm ơn Thanh Thanh. Thanh Thanh lên quậy một chút xíu là sân khấu sôi động vô cùng. Kính thưa quý vị, nhà thơ Trần Trung Kim, ông là người Quảng Nam, người Điện Bàn Quảng Nam. Nhà thơ Trung Kim chắc quý vị biết là phu quân của nữ sĩ Phùng Thang. Ông có viết bốn câu thơ như thế này: nàng đứng hiên ngoài hong suối tóc, vô tình để rớt một làn hương. Trời ơi ta thấy mây tiền kiếp, bay suốt hồn ta vắng dị thường. Ông viết về sợi tóc, hong sợi tóc rớt một làn hương mà đã làm cho ta thấy mây tiền kiếp, bay suốt hồn ta vắng dị thường. Và trong bài thơ Kỳ Nữ của nhà thơ Đinh Hùng, trong tập thơ Mê Hồn Ca, có ba câu thơ rất là hay, mà ba câu này tôi phải ngâm chứ tôi không thể đọc được, bởi vì ngâm lên nó mới, chúng quý vị mới thấy hết cái hay của nhà thơ viết về nó, cái đẹp của người đàn bà. Một sợi tóc đủ làm nên mê hoặc, ta đặt em lên ngai thờ nữ sắc, trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da. Quý vị thấy không? Một sợi tóc, một làn da của người phụ nữ đã là cái nguồn cảm hứng vô tận cho các thi văn nhân, thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ viết nên những sáng tác ra những tuyệt tác. Nhưng mà bởi vậy có một cái câu nói là không có người phụ nữ nào xấu, hay là nói ngược lại á, là tất cả các phụ nữ đều đẹp. Mà cái câu này thì đúng tuyệt đối với quý bà, quý cô của Quảng Nam, Đà Nẵng. Và đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị, là quý vị đồng ý với tôi là chúng tôi là quý bà, quý cô Quảng Nam, Đà Nẵng là vô cùng đẹp. Nhưng mà quý vị đã có sắc đẹp trời cho rồi, nhưng nếu quý vị không biết chăm sóc hoặc quý vị không chịu chăm sóc thì có khi vô tình quý vị đã phụ ơn tạo hóa, đã tặng cho cái vốn vô cùng quý cho quý vị. Nhưng mà quý vị đừng lo, hiện tại ở tại Hilton chúng ta có một chuyên gia chăm sóc về da, và đó là Elan Skincare. Elan Skincare thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị Elan Skincare của cô Lily Trương. Lily Trương, Lily Vương là một người con của Đà Nẵng. Cô rất còn trẻ và cô cũng rất thành đạt về trong cái nghề nghiệp của cô. Xin mời cháu Lily Vương với lại Phúc Vương lên đây. Lily Vương hôm nay cô ủng hộ một certificate để chăm sóc da mặt cho quý vị. Theo cô nói rất là khiêm nhường là cái giải này thì mời cháu đứng đây. Trị giá 500, nhưng mà thực sự với cái sự phục vụ của Lily Vương thì cái giá trị nó hơn như vậy nhiều. Cháu hôm nay chú thay mặt Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng cảm ơn hai cháu và Elan Skincare đã bảo trợ cho Hội Quảng Nam Đà Nẵng, không những về đặc sản Quảng Nam Đà Nẵng, rồi về chương trình thương phế binh, và đặc biệt là hôm nay cháu ủng hộ một cái món quà, thì chúng thay mặt Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, ban chấp hành cùng tặng tất cả đồng hương cảm ơn cháu. Và chú có một được rồi. Chú hỏi cháu là lần đầu tiên cháu tham dự hội xuân với Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, cháu có cảm tưởng như thế nào? Dạ, là con rất là cảm ơn các bác, các chú, các cô của ban tổ chức của Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng để năm nay đã cho con cơ hội để tham gia buổi tiệc đầu xuân của Hội Quảng Nam Đà Nẵng. Thì con hôm nay con thấy cái khung cảnh của Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tổ chức thật là vui, thật là ấm cúng, giống như là mình đang đón một mùa xuân tại quê nhà Quảng Nam Đà Nẵng của chúng ta. Dạ. 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 Con nói rất là đúng tinh thần mà cái Hội Quảng Nam Đà Nẵng đã làm, cũng như các hội đoàn khác, là muốn tổ chức để cho đồng hương cảm thấy rằng mình đang ăn Tết tại quê nhà. Câu trả lời của con rất là hay, chú cảm ơn. Bây giờ chú hỏi con là đối với vị mà trúng cái Zalo này thì lẽ dĩ nhiên là con phải chăm take care rồi, phải không nè?
Nhưng mà quý vị có một số quý vị không trúng, nhưng mà họ tới Island Skincare là người Quảng Nam Đà Nẵng, thì con có discount đặc biệt nào cho quý vị Quảng Nam Đà Nẵng không? Để đặc biệt cho quý vị đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, quê mình thì con có đặc biệt đó là 40% off cho tất cả các dịch vụ đầu để cho đầu xuân và 40% off. Dạ. 40% off quý vị. Quý vị nên khi nào có cơ hội là quý vị đến với Island Skincare. Và giờ chú cho chú hỏi con một câu hỏi cuối cùng là ngồi cái chăm sóc da mặt á, thì chú Nga con có mở những cái lớp mà dạy về phun xăm thẩm mỹ phải không ạ? Thì con có lời offer nào với tất cả những anh chị bạn trẻ của Quảng Nam Đà Nẵng muốn có một cái nghề, hoặc là sau khi mà tới học chỗ con rồi ra thì con có cái chương trình hỗ trợ đặc biệt nào cho các anh các chị Quảng Nam Đà Nẵng không? Dạ, để tạo cơ hội cho các anh các chị ở đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng để có thêm một ngành nghề mới hay là có thêm một công việc để có thu nhập cao hơn, thì con có lớp dạy phun xăm thẩm mỹ về viền môi, mí mắt và microblading theo kiểu châu Âu. Thì khi các anh chị đăng ký một lớp học thì được sẽ tặng thêm một lớp học. Dạ. Về lớp học, khi mà đăng ký lớp học 3D microblading sẽ được học về kỹ thuật phun xăm thẩm mỹ theo kiểu châu Âu, đó là powder eyebrow, eyeliner và lip. Yeah. Và khi mà ra trường á, thì trong thời gian đi làm con có hỗ trợ thêm không? Dạ có. Dạ, sau khi học xong thì con có cấp chứng certificate, chứng chỉ đã học hành học tại lớp học của con, và con sẽ hỗ trợ cho các anh chị một năm nếu anh chị cần thêm sự giúp đỡ nào. Dạ. Cảm ơn Lily. Bây giờ là hồi hộp nha. Cô Hằng quay đi. Con đưa tay lên. Make sure là trong tay không có nha. Chứ con ngồi bằng chú, lỡ bà xã chú trúng cái là thiên hạ nó mà chú cháu mình to rập với nhau. Rồi con đọc đi. Dạ, số đó là 3707164. 3707164. Anh Hương. Trời, ông bạn già của tôi, anh Hương đã trúng. Đúng rồi, 3707164, chúc mừng anh. Và đây là cái certificate mà đến để chăm sóc da mặt. Ở trong này á, trong này thì có địa chỉ. Đây là địa chỉ của con, 8282 Bel Air. Dạ, nằm trong khu phở tàu bay á chú. Dạ. Dạ con có, dạ con chúc mừng chú. Dạ. Cảm ơn con. Xin mời MC lên sân khấu để tiếp tục chương trình văn nghệ. Alo. Trước khi chúng ta tiếp tục chương trình văn nghệ, chúng tôi xin thưa với quý vị, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chúng ta phải tạm chia tay. Vì thế giờ này chúng tôi xin nhân danh Ban Chấp hành Hội Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, nhân dịp xuân Canh Tý, chúng tôi thành thực kính chúc tất cả quý vị quan khách, quý vị cao niên đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng và thân hữu, một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công trên mọi địa hạt. Thành thực cảm ơn quý vị. Được. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ có ai quên. Đó là những lời thơ trong nhạc phẩm của nhạc sĩ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Bài thuở ban đầu xin kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của anh Đức Hải. Anh Đức Hải còn đây không ạ? Và trong chương trình văn nghệ này thì bây giờ quý vị có thể ra sàn nhảy với những cái vũ điệu của các ca sĩ hát. Xin mời quý vị cùng ra sàn nhảy với điệu Cha Cha Cha. Thank you.
tôi thật thơ. Chút xanh trắng vòi vòi để rồi tung ước mơ. Sao không thấy em lại hàng dừa nghiêng thương nhớ. Và lũ hoa thầm khép hương chờ. Ôi đẹp thay là thuở ban đầu. Chìm sâu đáy mắt một màu xanh thơ. Niềm thương không nói nên lời. Chỉ nghe sao xa một trời bâng khuâng. Bâng khuâng lúc em cười kìa hàng cây ngẩn ngơ. Sáng trăng xanh cùng trời dập dìu nhạc với thơ. Nhưng không thấy em lại hàm dừa nghiêng trách bóng. Và lũ hoa thầm khép hương chờ mong. Là thuở ban đầu. Chìm sâu đáy mắt một màu xanh thơ. Niềm thương không nói nên lời. Chỉ nghe sao xa một trời bâng khuâng. Bâng khuâng lúc em cười kìa hàng cây ngẩn ngơ. Sáng trăng xanh cùng trời dập dìu nhạc với thơ. Nhưng không thấy em lại hàng dừa xanh nghiêng bóng. Và lũ hoa thầm khép hương chờ mong. Và lũ hoa thầm khép hương chờ mong. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, để tiếp nối chương trình thì bây giờ Thanh Thanh xin mời cô Phương Hưng lên sân khấu với nhạc phẩm Em Đi Chùa Hương. Come on.
trên em đi đôi phương cao cao, đường đi qua bên vực mọi người ngóng nhìn em thẹn thùng, em không nói Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Thư Hiền trong nhạc phẩm Mộng Chiều Xuân của nhạc sĩ Ngọc Bích. Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tạm hứng hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng ta tiếc buông theo tiếng đàn, mơ đời ai hơn những ngày bóng chân, sống trong mộng đẹp ngây xuân. Ngây thơ nắng huyền đến trong mơ, lòng em bấy giờ bóng vàng phút tan, theo gió chiều biết anh về đâu. Hãy trả lời lòng em mấy câu, tình duyên với nhau trong kiếp xuân còn tóc tươi, em còn mong chờ hai ân kẻo tan ngày mơ. Bữa nay tôi quên được chút thời gian. Gió trời thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tấm hứng hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng ta tiếc buông theo tiếng đàn, mơ đời ai ân những ngày mong chờ, sống trong mộng đẹp ngây xuân.
câu tình duyên với nhau trong kiếp nào. Xuân còn thắp tươi, em còn mong chờ ai ân kẹo tàn nơi mơ. Xuân còn thắp tươi, em còn mong chờ ai ân kẹo tàn. Và tất cả quý anh chị còn ngồi ở lại ủng hộ em, xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh thấy chứ. Nó còn bao nhiêu mình chơi bao nhiêu. Xuân đã về kìa, bao ánh xuân về trang lá mến mong. Trên cánh đồng chim hót mừng đang biết tha từng bầy tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang lên câu ca mừng chào xuân. Hỏi trời bao la xanh tươi, bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa. Lập liều ta áo xanh xanh chén bông tím vàng đẹp hơn tiên nga. Và bài em bé rung rinh khúc thích tiếng cười rủ nhau vui ca. Đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng yêu riêng ta. Một bài ca đón chào mừng, hòa theo tiếng pháo đi đùng. Mừng xuân nay đã về rồi, và đông đã vừa qua. Trời bao tiếng chào mừng, nàng xuân duyên dáng về rồi, về đeo bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về trang lá. Đồng chim hót mừng đang biết tha từng bầy tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, nàng cô gái quê cười vui đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân xa, xuân xa. Thank you.